7 giờ 30 phút kính mời quý vị đến với điểm hẹn nơi hội tụ dòng chảy tin tức trực tiếp trên kênh VTV1. Một bệnh nhân nữ 63 tuổi ở Ninh Bình bị tắc ruột do bã thức ăn vừa mới được mổ cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Đây là tình trạng cấp cứu nguy hiểm, thậm chí là có thể ảnh hưởng tới tính mạng nếu như không được điều trị kịp thời. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng là bụng trướng to và đau bụng vùng quanh rốn theo cơn kèm theo buồn nôn, nôn nhiều dịch tiêu hóa. Biểu hiện bệnh đã 10 ngày, bệnh nhân không nhớ rõ là mình đã ăn những loại thức ăn gì. Theo kết quả chụp CT cho thấy là tình trạng tắc ruột, nghi ngờ do khối bã thức ăn. Bệnh nhân đã được mổ cấp cứu và phát hiện khối bã thức ăn cứng với kích thước 4 x 5cm chèn ép vào thành ruột gây thiếu máu, hoại tử và thủng cả thành ruột. Các bác sĩ đã lấy khối bã này, cắt đoạn ruột bị hoại tử và nối rỗng tràng lại với nhau. Sau phẫu thuật thì sức khỏe của bệnh nhân hồi phục tốt, sinh hoạt bình thường. Các bác sĩ cho biết là tắc ruột do bã thức ăn thường gặp nhất ở người cao tuổi do răng rụng hay là nhai kém. Ngoài ra thì bệnh hay thường gặp ở những người bệnh viêm tụy mạn hay là sau mổ cắt dạ dày. Trong các nguyên nhân gây tắc ruột thì bã thức ăn là nguyên nhân hiếm gặp. Khối bã thức ăn này thì có thể là bã thức ăn thực vật do người bệnh ăn phải những thực phẩm mà chứa quá nhiều chất tannin như là hồng xiêm hay là ổi, hay là bã thức ăn động vật và vô tình nuốt phải xương hoặc là nuốt chửng cả miếng thức ăn. Có nhiều trường hợp thì khối bã này là lông tóc do thói quen ngậm hay là ăn tóc của nhiều người. Vâng, cảm ơn Bích với những thông tin thời sự vừa rồi.